5 tù nhân liên hệ trong vụ tấn công 911 ra tòa Guantanamo. Tin Guantanamo, 5 người bị truy tố có liên hệ trong cuộc tấn công 911, trong đó có Khalid Sheikh Mohammed đã ra tòa ở Guantanamo trong ngày hôm qua, thưa quý vị. Phiên tòa kéo dài trong thời gian 1 tuần, chánh án sẽ phải quyết định nhiều vấn đề, trong đó có thể cho toán luật sư biện hộ, trong đó có hồ sơ viếng thăm của Hồng Thập Tự Quốc tế hay không. Đây là lần đầu tiên các can phạm được đưa ra tòa xét xử các tội khủng bố, không tặc, âm mưu và 3.000 tội giết người. Nếu tòa tuyên bố phạm tội, có thể bị tuyên án tử hình.